Tiết lộ bí mật động trời, ông Võ Văn Thưởng từ chức chùa Ba Vàng sắp bị bỏ hoang. Tiết lộ bí mật không thể phủ nhận, ông Võ Văn Thưởng, một tên tuổi đình đám trong giới chính trị, đang lên kế hoạch tự chức chùa Ba Vàng, một trong những ngôi chùa lớn nhất và linh thiêng nhất của đất nước, sắp bị bỏ hoang. Tin tức này đã gây xôn xao trong cộng đồng, đặc biệt là đối với những người đang theo dõi kênh Phú Quý Tử Vi. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị khán thính giả, mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với quý vị và gia đình. Chúng ta hy vọng rằng quý vị sẽ được trải nghiệm nhiều điều tốt đẹp từ những giá trị nhân văn và tinh thần thiêng liêng, giúp cho cuộc sống gia đình luôn tràn đầy hạnh phúc và bình an, cũng như mang lại sự phồn thịnh và may mắn về mọi mặt. Trong suốt 3 tháng đầu năm 2024, dư luận đã liên tục bàn tán về những bất ổn từ các lĩnh vực văn hóa, xã hội đến chính trị. Nhưng sự chú ý lớn nhất vẫn đổ dồn vào việc ông Võ Văn Thưởng từ chức, tạo ra một làn sóng chấn động không chỉ trong giới chính trị mà còn lan rộng ra toàn xã hội. Mới đây, sự kiện liên quan đến chùa Ba Vàng, đặc biệt là vụ án xá lợi tốc Đức Phật, cũng khiến dư luận náo động và tranh cãi không ít. Có nhiều ý kiến trái chiều về vai trò của ông Võ Văn Thưởng trong sự kiện này, và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm về vấn đề này trong video của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính gửi quý vị thân mến, chúng ta không thể phủ nhận rằng xã hội hiện nay đang đối mặt với những biến động và nhiễu loạn không ngừng từ mọi khía cạnh của cuộc sống xã hội, chính trị, đến văn hóa và đạo đức, thậm chí cả trong lĩnh vực tâm linh và tôn giáo, đặc biệt là liên quan đến Phật Pháp, một lĩnh vực mà trước kia được coi là trang nghiêm và thanh tịnh. Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta không thể phủ nhận sự xuất hiện của những vấn đề ô uế được tạo ra bởi các cá nhân hoặc tổ chức với mục đích trục lợi bất chính. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn thể hiện sự thành tâm và xin lỗi tới những vị sư chân chính. Chúng tôi cam kết sẽ phơi bày toàn bộ sự thật, không che giấu điều gì về cái được gọi là phát triển của Phật giáo và sẽ đi sâu vào điểm nào đã khiến dư luận bất bình suốt thời gian qua. Vấn đề bê bối xung quanh ngôi chùa Ba Vàng, một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất, đã làm nổi bật những hành động kinh khủng và đáng báo động xảy ra tại đây. Chỉ cần nhắc đến một số từ khóa như xá lợi tóc Đức Phật hay thỉnh vong chuộc tội đã đủ làm lo lắng và thất vọng nhiều tâm hồn. Chúng ta cần phải đối diện và làm sáng tỏ về điều này. Trong lòng ngôi chùa lớn nhất ở Quảng Ninh này vẫn ẩn chứa điều gì mà chúng ta cần lắng nghe và chiêm nghiệm. Nằm vững chắc trên đỉnh núi, chùa Ba Vàng hay còn được biết đến với tên gọi Bảo Quang Tự, thống trị vị thế ở độ cao 340m trên một vị trí đắc địa phía tây thành phố Hạ Long. Phía trước chùa là dòng sông Bạch Đằng với lượng nước lớn, phía xa là thành phố Hải Phòng và biển Đỗ Sơn, vùng biển nổi tiếng với sóng vỗ bất tận. Bên trái là dãy núi Thanh Long hùng vĩ, còn bên phải là dãy núi Bạch Hổ uy nghiêm. Trước cửa chùa, một tấm bia đá với chữ Thiên Đài được khắc sâu như một lời mời gọi mà thiêng liêng đến tận tâm hồn. Chùa Ba Vàng được khởi công xây dựng từ năm 1706 dưới thời vua Lê Vũ Tông, niên hiệu Vĩnh Thịnh, là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử của ngôi chùa này. Hơn 300 năm trôi qua, nhưng câu chuyện về nó vẫn tiếp tục lan truyền và gợi mở nhiều điều bí ẩn đầy sức hút. Dựa vào những dấu tích và cổ vật còn tồn tại, có khả năng ngôi chùa này được xây dựng ngay từ thời kỳ Trần, trải qua nhiều biến động của thời gian và chịu đựng sự tàn phá của thiên nhiên và chiến tranh. Đến năm 1988, chùa đã trải qua một quá trình trùng tu và tôn tạo bằng gỗ, nhưng chỉ sau 3 năm, vào năm 1993, chùa lại một lần nữa được xây dựng lại do hầu hết các di vật cũ không còn. Chùa Ba Vàng mang dấu ấn của vị thiền sư khai sáng thuộc phái Trúc Lâm Yên Tử là Đại sư Trúc Lâm Maha Samera Tuệ Bửu, người đã truyền bá giáo lý và phổ giáo. Vào năm 2007, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã được chính quyền và nhân dân địa phương mời về làm trụ trì tại chùa Ba Vàng. 4 năm sau, vào tháng 10 năm 2011, ngôi chùa lại một lần nữa khởi công xây dựng lại, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tu học của tăng ni Phật tử và thúc đẩy phát triển Phật Pháp quy mô của công trình mới. Công trình được thiết kế với quy mô vô cùng lớn và hùng vĩ. Sau 3 năm công trình, chùa đã hoàn thành nhiều công việc quan trọng. Trong đó có Đại Hùng Bảo Điện với diện tích rộng 4.500m, lầu chuông và lầu trống mỗi thứ 112m, hành lang hạnh phúc dài 200m, nhà bảo tàng và thư viện mỗi nơi 700m, khu nhà tăng rộng 1.600m, đường thiền dài 960m, cùng với các công trình phụ như cổng đá, cổng Tam Quang Trung, cổng Tam Quan Nội. Tất cả đã được hoàn thành vào ngày 9 tháng 3 năm 2014. Chùa Ba Vàng tổ chức lễ khánh thành và nhận bằng kỷ lục cho ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất Đông Dương. Ngôi chùa mới mang đặc trưng kiến trúc của các ngôi chùa ở Bắc Bộ, với 3 gian bái đường và 1 gian hậu cung nơi đặt các ban thờ Phật, thờ mẫu và Đức Ông trong tòa Đại Hùng Bảo Điện. Chính điện của chùa có quy mô lớn nhất, được thiết kế 2 tầng với nơi thờ Tam Bảo và chống độc mộc được công nhận là lớn nhất Việt Nam. Hệ thống tượng Phật trong chùa được chế tác từ gỗ, có kích thước lớn. Trong đó, tượng A-di-đà được xem là một trong những tượng Phật bằng gỗ lớn nhất miền Bắc.
Ngoài ra, các công trình như khu đạo giảng, trại phòng, thư viện và lầu chuông được thiết kế một cách hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hành đạo và lễ bái của cả sư sãi và Phật tử. Vậy, sự tích lịch sử của chùa Ba Vàng này thể hiện như thế nào? Khi ai đó bước chân vào đất mỏ này, họ sẽ nghe được những câu chuyện đời chuyện đạo lan tỏa khắp vùng, được truyền tay từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dấu ấn của Trơn Thầy, người đã đổi thay và xây dựng chùa để truyền bá đạo lý và dạy đạo, vẫn tồn tại đến ngày nay. Tên gọi Ba Vàng không liên quan đến vật chất như vàng bạc hay châu báu, mà mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Ba Vàng ám chỉ ba ngôi báu vô giá trong Phật giáo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Ba nguyên tắc này được coi là ba trụ cột quan trọng nhất trong đạo Phật, được coi là quý giá và thiêng liêng giống như vạn trong cuộc sống tâm linh. Mỗi ngôi báu này không chỉ biểu thị cho sự tôn kính trong Phật giáo, mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai theo đạo, tìm kiếm sự thanh tịnh và giác ngộ. Chuyện kể rằng, vào thế kỷ 17, có một vị thiền sư Maha Samontuệ Bích Phổ Giác đã đến vùng đất này và xây dựng một thảo ấm nhỏ để thực hành tu khổ hạnh. Ngài áp dụng một phương pháp tu tập từ thời Đức Phật, hàng ngày chỉ ăn một hạt mẹ và uống nước suối. Mặc dù sống một lối sống kham khổ, nhưng sức khỏe và tinh thần của Ngài vẫn vô cùng mạnh mẽ. Đôi mắt của Ngài luôn tỏa sáng, ngợi khen sự sáng ngời bằng việc áp dụng kiến thức y dược để chữa bệnh cho rất nhiều người, đặc biệt là những ai không có chỗ nương tựa hoặc đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Sự biết ơn sâu sắc đối với Ngài đã thúc đẩy nhiều Phật tử và nhân dân địa phương phát tâm trung tu và xây dựng thảo ấm nhỏ thành Bảo Quang Tự. Vào năm 1705, trong một đêm đen kịch với bão to và gió lớn cuốn qua bầu trời, vùng đất này chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Tiếng sấm vang vọng, ánh chớp sáng lên trời, dẫn đến những trận động đất mạnh mẽ, khiến cây cỏ và đất đá ngổn ngang chặn mọi lối đi. Mọi người trong vùng đều lo lắng và bàng hoàng không biết thảo ấm của sư tổ liệu có an toàn không. Tuy nhiên, qua cơn bão kinh hoàng đó, không lâu sau khi trời quang đã đạt và mây tan, nhân dân lên chùa thì phát hiện sư tổ đã an nhiên viên tịch, trở về cõi Niết Bàn. Điều kỳ lạ là trên người thầy tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Ngài đã trụ thế đến khi 100 tuổi, trải qua biết bao sự tàn phá của chiến tranh, thiên tai và các thảm họa khác. Bảo Quang Tự đã bị phá hủy nặng nề và không còn ai lui tới nữa cho đến những năm 1990. Trong vùng, có một người tên là Tập Thường, hay còn gọi là Trăng Bò, sống trên núi. Một hôm, con bò của ông đi lạc. Ông Tập đã đi tìm khắp núi và cuối cùng lạc đến một nơi có một tấm bia lớn. Tại đây, ông đã quỳ xuống cầu xin thần Phật phù hộ để tìm lại con bò của mình. Và thật linh ứng, sau đó ông đã tìm thấy con bò của mình. Thông qua việc tìm hiểu từ những người già trong làng, ông mới biết rằng khu vực đó chính là dấu tích của Bảo Quang Tự. Từ đó, ông Tập quyết định bỏ hết công việc nhà cửa, lên núi tu hành và quyết tâm xây dựng lại ngôi chùa trong sự sùng bái và thành tâm. Trong một lần trở về chùa để thực hiện nghi lễ thắp hương và cúng dường Phật trước tấm bia đá tổ sư, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh bất ngờ nghe thấy một tiếng nói vang lên từ không gian như một lời mời gọi ông về và đảm nhận trách nhiệm tại nơi này. Đại Đức cảm nhận rằng đó chính là mong muốn và giao phó của tổ sư dành cho mình. Đến năm 2007, Đại Đức chính thức tiếp nhận chùa Ba Vàng, khi đó vẫn còn là một ngôi chùa cũ kỹ và xuống cấp trên núi cao. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã thề nguyện với tổ sư rằng sẽ tiếp tục sứ mệnh Hoằng Pháp, xây dựng và phát triển chùa Ba Vàng thành một trung tâm tu học nổi tiếng, nơi Phật Pháp được truyền bá rộng khắp. Trải qua không ít khó khăn và thử thách, có những thời điểm con đường lên chùa trở nên gập ghềnh đáy sỏi, mùa mưa lại lầy lộ và bùn đất. Tuy nhiên, Đại Đức cùng với chư Tăng và Phật tử đã không quản ngại khó khăn, cùng nhau vận động, đường đi, đường nước lên chùa, biến ngôi chùa thành một nơi trang trọng như hiện nay. Sự nỗ lực không mệt mỏi của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và cộng đồng chùa Ba Vàng đã tạo nên một kỳ tích, biến chùa trở thành một trong số ít ngôi chùa đặc biệt trên cả nước, nơi có duyên thờ phụng các vị đại tướng của dân tộc, thể hiện tinh thần đạo Pháp trong hành động. Cùng với dân tộc, bí ẩn đằng sau những bê bối của ngôi chùa cổ Ba Vàng là một vụ bê bối lớn về hoạt động thỉnh vong. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2019, một cuộc điều tra đã gây chấn động khi tiết lộ về hoạt động thỉnh vong giải oan tại chùa Ba Vàng, Uông Bí, Quảng Ninh. Trần, cách trị chùa và đội ngũ marketing của chùa đã khai thác nỗi sợ hãi của dân chúng. Dịch vụ này dựa trên ý tưởng rằng mọi bệnh tật và xui xẻo đều do oán hồn kiếp trước gây ra và người thỉnh vong phải trả nợ bằng tiền mặt để giải oan. Chùa Ba Vàng đã thu hút hàng ngàn người tìm đến, hy vọng giải thoát khỏi bệnh tật và xui xẻo qua việc cúng dường và làm công quả. Đặc biệt, Thầy Thái Minh trong buổi giảng Pháp đã khẳng định về thế giới tâm linh và sự thật của oan gia trái chủ, làm tăng sức hút của dịch vụ thỉnh vong giải oan. Mặc dù dịch vụ này không đặt ra giá cố định, nhưng người tham gia lại được khuyến khích cúng dường một cách lớn lao, thậm chí lên đến mức từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng với lựa chọn trả góp hoặc quy đổi công quả.
Chùa Ba Vàng khẳng định mình không quan tâm đến việc người đến cúng là ai hay số tiền họ cúng, mà nhấn mạnh vào việc giải oan là ý nguyện của vị vong linh. Chiến lược này, cùng với dịch vụ miễn phí như gửi xe, nước uống và cơm chay, đã khiến chùa trở thành một điểm đến hấp dẫn mạnh mẽ, bất chấp sự tranh cãi. Thứ hai, phát ngôn gây sốc của bà Phạm Thị Yến tại chùa Ba Vàng đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận. Bà Phạm Thị Yến, một Phật tử tại chùa Ba Vàng, đã tạo ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận với những phát ngôn không nhân văn và thiếu căn cứ, mặc dù không giữ chức vụ cụ thể nào. Tại chùa Ba Vàng, bà Yến có ảnh hưởng lớn thông qua việc thường xuyên xuất hiện trong các buổi tọa đàm và tài lệ đều tuyên truyền của chùa, đưa ra các quan điểm mê tín và hoang đường về các vấn đề tâm linh. Điều đáng chú ý nhất là phát ngôn của bà về nguyên nhân cái chết của một nữ sinh giao gã ở Điện Biên, khi bà cho rằng đó là quả báo từ tiền kiếp và hành động sát sinh. Bà cũng đưa ra những bình luận gây tranh cãi về người đồng tính và những người mắc bệnh tình dục, cho rằng đó là hậu quả của nghiệp báo tà dâm từ kiếp trước. Những phát ngôn này không chỉ thiếu cơ sở mà còn xúc phạm đến vong linh và gây tổn thương cho người thân của nạn nhân. Phản ứng của chính quyền với việc này là xử phạt bà Yến 5 triệu đồng. Tuy nhiên, chùa Ba Vàng vẫn tiếp tục bao che và bêu riêng bà Yến, gây ra sự bất bình sâu sắc trong cộng đồng và làm nổi lên câu hỏi về trách nhiệm và đạo đức trong hoạt động tâm linh tại chùa này. Thứ ba, cuộc pháp thính đặc biệt tại chùa Ba Vàng vào tối 21 tháng 3 năm 2019 với sự tham gia của gần 1.000 Phật tử đã thu hút sự chú ý. Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, đã chia sẻ quan điểm về vị thế của chùa trong cả nước và những thách thức từ sự ganh ghét và hiểu lầm. Đại đức Thích Trúc Thái Minh đề cập đến 3 vấn đề chính: sự tồn tại của thế giới tâm linh, ảnh hưởng của vong linh đối với con người và tính chính đáng của pháp hội thỉnh giải oán kiếp. Ông khẳng định rằng việc giải oán kết cho oan gia trái chủ là hoàn toàn có thật và được thực hiện dựa trên lòng từ bi của Phật tại chùa Ba Vàng. Đã mời Phật tử từ nhiều đạo tràng khác nhau chia sẻ câu chuyện cá nhân về oan đối chủ, nhấn mạnh sự cần thiết của việc hiểu và tôn trọng thế giới tâm linh theo giáo lý nhà Phật. Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng mở đường cho một cuộc thảo luận sâu rộng về việc cúng dường Tam Bảo như một phương tiện để hướng và siêu thoát cho vong linh. Đồng thời, ông nhấn mạnh việc giải oan phải xuất phát từ lòng tự nguyện và không áp đặt trong bối cảnh tranh cãi về xá lợi tốc. Đức Phật được chùa Ba Vàng quảng bá và đại đức đã nhận lỗi trước giáo hội và Phật tử về những ồn ào gây ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Đồng thời, ông khẳng định sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy định của giáo hội và pháp luật trong tất cả hoạt động tôn giáo và truyền thông của chùa. Sự kiện này đã đặt ra nhiều câu hỏi về sự thật ẩn sâu và những bí mật được giữ kín tại chùa Ba Vàng, cũng như ai sẽ chịu trách nhiệm cho những vụ việc xảy ra. Cuộc tranh luận xung quanh ngôi chùa Ba Vàng và các vụ việc liên quan đã trở thành trung tâm của dư luận, khiến nhiều người phải suy ngẫm về giá trị tinh thần và đạo đức trong xã hội hiện đại. Sự việc này không chỉ là một bài học về trách nhiệm và sự chổng sáng của tâm hồn và niềm tin tôn giáo, mà còn là dấu hiệu cho thấy sự cần thiết của việc giáo dục truyền thông một cách minh bạch và trách nhiệm. Dù cho những bí mật còn ẩn giấu bên trong hay những sự thật chưa được phơi bày, mỗi người trong chúng ta đều cần một tấm lòng trong sáng và vững vàng trước những biến động của xã hội. Chúng ta cần từ đó tìm thấy bình an trong tâm hồn và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Với điều đó, nội dung của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tử Vi để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Đến đây, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Đừng tiếc like và comment khi xem video.